Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món tôm viên chiên xù. Món tôm viên này thì làm rất là đơn giản, nhưng mà trong cái sơ chế đó, mình cần lưu ý một vài điểm để cho cái viên tôm khi chiên xong nó không có bị phồng quá nhiều. Cái tôm thì nó dai, nó ngọt, nó không có bị khô. Cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món tôm viên chiên xù với Diễm nha. Trong công thức này thì Diễm sẽ sử dụng tôm đông đá. Đây là cái túi tôm đông đá có cái trọng lượng là 400g và cái size của tôm là 26-30 nha. Tôm đông đá thì lúc mà mình rã đông mình nên cẩn thận, thì Diễm đổ ra đây, sau đó Diễm xả nước thật là lạnh ha, xả cho mình thấy cái nước đá đó tan. Xong rồi mình sẽ để ở đây đợi 5 phút. Sau 5 phút mình lại tiếp tục mình quay trở lại để mình xả nước một lần nữa. Lưu ý là nước lạnh nha. Mình cứ làm 3 lần như vậy thì trong khoảng thời gian 15 tới 20 phút á, là tôm nó sẽ tan mềm và giữ được cái độ tươi ngon. Sau khi xả nước 3 lần trong khoảng 20 phút thì Diễm kiểm tra, Diễm thấy con tôm nó đã tan mềm nhưng mà nó còn rất là lạnh. Thì lúc này mình sẽ lột vỏ tôm. Sau đó mình sẽ lấy cái đường chỉ đen ngay chỗ lưng tôm ra. Nếu mà mình có tôm tươi á, mình làm thì nó lại càng ngon hơn nhiều ha. Tôm sau khi mình lấy sạch hết những cái đường chỉ đen á, thì mình dùng giấy nhà bếp và mình thấm cho tôm nó thiệt là khô ráo. Tại vì nếu mà còn lượng nước nhiều trong tôm á, khi mà mình làm xong cái chả nó không có dai mà nó sẽ bở. Đây là tôm sau khi lột vỏ làm sạch, lau khô, Diễm cân lại được là 330g nha. Mình lưu ý mình cân để mình nêm nếm cho nó vừa ăn. Diễm sẽ sử dụng cái cối xay nhỏ này để mình xay tôm rất là tiện luôn. Diễm cho vào đây 15g tỏi thì là hai cái tép tỏi thiệt là to đó. 10g đậu hành hoặc là mình có thể sử dụng baro cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ xay cho cái phần hành và tỏi này nó nhuyễn sơ ha. Như vậy thì nó sẽ dễ hòa đều hơn khi mà mình cho tôm vào mình xay. Sau khi xay xong thì mình tém lại cho gọn. Rồi mình lấy tôm đã sơ chế mình cho vào cái cối xay luôn. Cái cối này của Diễm tuy nó nhỏ nhưng mà dưới lượng tôm này thì Diễm xay vừa đủ luôn. Diễm nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà. Và để tạo độ kết dính thì Diễm cho thêm tí xíu tinh bột, thì Diễm cho 1 muỗng cà phê tinh bột khoai tây, mình cũng có thể sử dụng tinh bột bắp hoặc tinh bột năng nha. Tiêu thì Diễm dùng tiêu trắng ha, 1/2 muỗng cà phê, nếu không có mình dùng tiêu đen cũng được. Và một nguyên liệu cuối cùng để giúp cho cái chả tôm nó đặc biệt và nó thơm hơn á, chính là trứng. Thì trứng mình sẽ sử dụng luôn lòng đỏ. Diễm đã thử và Diễm thấy cái cách cho thêm lòng đỏ như vậy khi mà chiên lên nó rất là thơm. Dưới cái lượng tôm là 330g thì Diễm cho 1 muỗng canh, mình không nên cho nhiều, cho nhiều thì làm cho cái chả của mình nó bị mềm đó. Khi xay thì đầu tiên mình cứ nhấn máy rồi mình thả ra vài lần như vậy cho tôm nó sốc đều lên đó, rồi mình mới bấm cho tôm nó xay liên tục. Thì cái thời gian xay này Diễm giữ nguyên trong video luôn đó, mình xay khoảng chừng từ 20 tới 25 giây thôi nha, không có nên xay nhiều. Tại cái tôm mà nó quá nhuyễn thì khi mà mình chiên nó phồng lên rất là to, sau đó nó sẽ bị xẹp lại. Diễm sẽ dùng một cái muỗng và mình khuấy tôm theo một chiều. Dưới cách làm này mình giúp cho tôm nó dai hơn nè, nó dẻo và sẽ có cái độ kết dính nhiều hơn. Khi mà mình chiên cái viên tôm nó không bị quá phồng. Nhìn kỹ ở đây mình thấy tôm nó đã rất là dẻo và khi mà mình lấy muỗng mình khỏi vào tôm mình thấy nó chắc lắm luôn. Thì bây giờ mình sẽ mang tôm này mình cất vào trong tủ lạnh ha, tùy tùy mình có thời gian hay không. Diễm có lần Diễm để qua đêm luôn thì sáng hôm sau Diễm chiên Diễm thấy nó lại càng dai hơn nữa. Vì vậy tùy mình nha, mình không cất vô tủ lạnh cũng được nhưng mà khi mà mình chiên thì nó lại ít dai hơn. Bọc ngoài viên tôm thì Diễm sẽ sử dụng cái bột chiên xù. Cái này để mình chiên tôm chiên xù rồi đó. Đây là cái gói bột mà Diễm dùng nè. Thì cái lượng cũng không cần nhiều đâu, khoảng 30g mà. Mình cứ cho một ít ra ha, nếu mà thiếu thì mình cho thêm. Tôm thì mình dùng hai cái muỗng và mình quết tí xíu. Không cần phải thiệt là tròn, nhưng mà mình cần quết như vậy á, giúp cho cái viên tôm nó sẽ chắc, khi mà mình chiên nó không có bị bể ra. Dưới cách làm này, nếu mà mình không thích bọc cái bột chiên xù ở ngoài đó thì mình chỉ cần vo viên thôi, rồi mình mang mình chiên lên sẽ được cái món chả viên tôm chiên rất là ngon luôn.
cho vào bột chiên xù á, thì bây giờ á, mình sẽ tẩm cho bột chiên xù nó bao đều hết cái viên tôm. Lúc mà mình tẩm á, thì mình cũng xoe lại cho cái viên tôm nó tròn ha. Với cái lượng tôm này á, thì mình làm được khoảng từ 20 cho tới 25 viên. Thì mỗi viên nó khoảng từ 15 cho tới 20 gram ha. Mình đừng có nên làm to quá, vì to quá khi chiên á, nó khó chín ở bên trong mà ở bên ngoài nó vàng á, lại không có ngon. Bây giờ mình mang mình đi chiên. Dầu á, thì Diễm có lưu ý là cái nhiệt độ sôi của dầu á, nó dao động từ khoảng 160 cho tới 180 độ C, không thấp hơn hoặc là cũng không cao hơn nha. Cái nhiệt độ này mình chiên á, là vừa đủ để cái lớp vỏ bên ngoài nó vàng và bên trong tôm nó vừa chín tới, nó giữ được cái độ ngọt á, không có bị khô. Cho từng viên tôm vào trong chảo dầu á, mình đợi tí xíu rồi mình hãy đảo. Tại vì nếu mà mình đảo liền bây giờ, cái lớp vỏ bột chiên xù ở ngoài á, nó dễ bị tróc ra. Món tôm viên chiên xù này á, thì cái khâu chiên này cũng rất là quan trọng. Diễm cũng làm thử dưới nhiều nhiệt độ đó, nhiệt độ thấp rồi nhiệt độ cao, để làm sao á, giữ cho cái viên tôm khi mà mình chiên á, nó không có bị quá phồng, rồi sau khi nguội nó xẹp thì lại không có đẹp, nó làm cho cái lớp vỏ bên ngoài nó dai đó. Thì mình chiên á, cái nhiệt độ nó phải nóng đủ để cho cái lớp vỏ bên ngoài nó vàng, nhìn nó hấp dẫn và nó giòn nè. Bên trong thì nó vừa chín tới thôi, như vậy là ngon nhất luôn đó. Thì Diễm thấy cái nhiệt độ á, 170-180 là tốt nhất. Và khi mình thấy cái viên tôm nó vàng, nó căng lên á, là mình sẽ vớt ra nha, mình không có chiên lâu. Tại vì mình càng chiên lâu thì nó càng phồng to, thì nó lại dễ xẹp khi mà để nguội. Vớt ra thì mình sẽ lót cái miếng giấy nhà bếp bên dưới nha. Tại vì cái bột chiên xù này nó hơi bị thấm dầu đó. Để như vậy nó ráo dầu thì khi mà mình ăn nó không có bị ngán, mà cái viên tôm của mình nó cũng giòn. Khi ăn thì mình sẽ chấm chung với tương ớt ngọt. Diễm cũng có chia sẻ cái cách làm này ở trong video Hoành Thánh Chiên. Viên tôm này là Diễm chiên được 15 phút rồi nè, thì khi để nguội nó sẽ co lại nhưng mà nó vẫn giữ được cái hình dáng tròn á, và khi mình bóp mình thấy rất là dai luôn. Bên trong viên tôm á, khi mà mình cắt ra mình sẽ thấy nó mịn nè, lúc mình bóp á, thì mình thấy không hề bị khô, cái nước tôm nó vẫn còn rất là ngọt. Tôm á, thì dai, kết hợp với lại cái lớp vỏ bột chiên xù bên ngoài giòn á, ăn rất là ngon luôn. Món tôm viên chiên xù này á, mình có thể làm như là một món ăn chơi hoặc là món khai vị trong những bữa tiệc rất là hấp dẫn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món tôm viên chiên xù. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.